Và sau đây là ba tựa game siêu hay có thể lượng phá đảo chỉ trong một buổi chiều mà thôi. Tìm hiểu nhá. Đầu tiên, tựa game Superhot là một tựa game chiến đấu góc nhìn thứ nhất. Superhot có vẻ là cơ bản, là một trò chơi mang đầy đủ những nét hấp dẫn về thể loại game. Với cơ chế AI cực kỳ thông minh, khi chúng ta di chuyển thì kẻ thù sẽ di chuyển theo. Superhot yêu cầu một phong cách chiến lược chơi game cực kỳ khác biệt và cần những hành động xử lý tình huống thông minh nhất. Thứ hai đó chính là Mega Man 2. Gần như đa số các tựa game của Mega Man đều là hoạt động theo phong cách chung, đó chính là hay và nhanh gọn. Và chắc chắn trong số series này thì Mega Man 2 sẽ là một cái tên thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Mặc dù đã ra mắt từ lâu thế nhưng mà cho tới nay thì trò chơi vẫn được giữ nguyên sức hút vốn có của mình. Với cấp độ và thử thách được thiết kế đẹp mắt, với cơ chế vẫn được giữ nguyên được sự hoàn hảo. Để vượt qua trò chơi này thì các game thủ có lẽ cần hơn 3 tiếng đồng hồ liên tục trước màn hình máy tính. Thứ ba là chính là tựa game Brothers: A Tale of Two Sons. Và tựa game này mang tới một câu chuyện khá cảm động. Trong một chơi thì các game thủ sẽ vào vai hai con trai trên hành trình tìm lấy cây sự sống để tìm thần dược chữa bệnh cho người cha đang hấp hối ở nhà. Mặc dù có thể hai nhân vật điều khiển được, nhưng thực tế thì tựa game này là một trò chơi đơn, dù sau đó chế độ co-op của tựa game này cũng được giới thiệu trong phiên bản Switch. Và các bạn đã chơi qua 3 tựa game này hay chưa? Thời gian các bạn phá đảo là bao nhiêu để lại comment cho mình biết. Và đừng quên để lại một like và follow kênh TikTok để không bỏ lỡ chương mục về công nghệ mới nhất nhá. Peace out.